À, trường hợp răng lung lay viêm nhiễm gần đến thần kinh hả, thì mình vẫn nhổ răng bình thường thôi, nhổ răng bình thường sau là mình gọi là dùng cái cây nạo ổ răng, mình nạo nhẹ nhàng, nạo nhẹ nhàng, nó chỉ vào cái ống thần kinh mình mới sợ thôi, còn sát thì mình gần gần đó mình không sợ, mình cứ nạo hết cái phần ổ viêm thôi, đến khi mà chạm xương cứng là ok là mình dừng lại. Rồi tiếp theo là mình xem X quang nữa, mình khám trực tiếp rồi mình xem X quang nữa. À, có những cái mình không thể nhìn thấy bằng mắt thường được. À, chân răng như thế nào, hướng các kiểu, hoặc nó liên quan gì các cấu trúc xung quanh không, mình phải xem X quang. X quang mọi người có thể dùng là phim toàn cảnh, cái này mình thấy là rất là hay gặp. Thứ hai là các bác có thể dùng phim cận chóp. Cận chóp thì bây giờ nhiều phòng khám có đúng không ạ, đa phần mình thấy các phòng khám này gần như là có phim cận chóp hết rồi. Trước đây thì nó còn khó khăn, nó còn đắt, nó còn khó, bây giờ mình thấy khá là nhiều rồi. Hoặc phim siêu tương bim là ok, là an toàn nhất rồi, chính xác nhất rồi, mình nhìn thấy tới 3 chiều không gian. Trong trường hợp mình nhìn phim toàn cảnh này, có phim cận chóp là 2 chiều thôi, kiểu trước sau thôi, nhưng mà có phim CT beam này đó thì nó ok hơn đó. Phim toàn cảnh mình quan sát được tình trạng là răng nào hướng như nào, chân răng nhiều hít này, hoặc nó liên quan đến các cái cấu trúc xung quanh không, liên quan đến ống thần kinh hay không này đó. Còn như đây chẳng hạn là mình nhìn thấy đây liên quan gì phân xương xung quanh, chân răng như thế nào. Thì nhà mình thường thường là đây là phim bắt buộc phải có khi mà làm cho bệnh nhân. Bao giờ cũng thế. Thì phần lý do cho phim hôm trước mình có chia sẻ đấy. Có rất là nhiều trường hợp các bạn bị mất răng, thiếu rất là nhiều răng. Và đặc biệt cái hôm V-Day, hôm V-Day là nhà mình khi buổi chiều về là cũng có nhà mình có bạn bạn là bạn thiếu mất 15 cái răng. Một bạn nhỏ thiếu 15 cái răng, thì mọi người thấy nhiều ít. Mình có chia sẻ cái đó lên Facebook của mình nhé. Một bệnh nhân thiếu 15 cái răng. Có mấy bác có bố mẹ bệnh nhân thì không biết. Bố mẹ bệnh nhân ban đầu không biết, đến qua chỉ là vì lý do nhổ cái răng sữa thôi. Mình có gặp mấy trường hợp như vậy. Cái nhà mình nhổ răng sữa thì nhổ răng sữa mà bôi tê trước các kiểu là không không mất tiền, bây giờ cũng nhớ là các bạn thu mấy chục nghìn hay sao á. Nhưng mà chụp phim miễn phí để kiểm tra cho bệnh nhân thôi, xem liệu có thiếu răng có vấn đề gì khác không, vẫn chụp phim miễn phí cho bệnh nhân đó. Thì đó là thấy bệnh nhân thiếu 15 cái răng, thì có là răng và mầm răng ấy vĩnh viễn ấy có 13 cái thôi, còn lại là thiếu mất 15 cái, cũng rất là nhiều đúng không? Nên có phim pano nhé. Với bệnh nhân nhổ răng khôn thì càng nên có đúng không ạ, mình xem hướng như thế nào, hoặc là chân răng nó như thế này đúng không, nó yên, nó yêu thương mình, nó nhảy múa với mình này. Thì những trường hợp đấy mình liệu là mình có thể xử trí được không, lấy chân răng này là an toàn không. Nhà mình các bạn này nhiều bạn siêu lắm, các bạn lấy chân răng này ra vẫn rất là ngon lành đó. Đôi khi cần có người hỗ trợ vậy đúng không, cần có người nó không, khi nào mình làm hết các cái thì nó rất là vất vả. Nhà mình thì các bạn rất là siêu, công nhận là bác Yên bác cũng tuyển được người, cũng đào tạo được người, rất là nhiều bạn làm được làm tốt những phần này. Nhưng mà nếu không có phim X quang bạn, đôi khi là mình tiên lượng cái này nó khác, không có phim X quang mình tiên lượng cái này nó khác, kế hoạch mình nó sẽ khác. Hoặc những trường hợp như này chẳng hạn, nếu như giả sử gãy chân răng, thì giả sử có gãy thì liệu mình có nên để yên nó không, để yên cho nó ngủ rồi yên ở đó không, hay là mình lấy nó cố tình nó lấy ra, liệu mình lấy nó ra nó có an toàn không, có vấn đề gì không đó. Còn những cái răng như thế này đúng không, đấy nếu mình không có phim thì cũng có thể lấy ra được, nhưng mà nó hơi vất vả chút xíu, hơi khó khăn chút xíu. Tất nhiên là nhổ răng khôn thì nó không tái phát đúng không, nhổ răng xong mà không thấy nó mọc lại đó, là cái đấy là ok rồi. Đấy, những trường hợp các bạn nhổ đúng không ạ, nhổ các mầm răng hoặc nhổ răng đều được. Có nhiều người bảo mình là cái mầm răng là làm sao mà nhổ được mầm răng, nhổ được không ạ. Em thấy có một số bác luôn nhé, đi học răng thì sao bảo mình mầm răng làm sao nhổ được, không biết là các bác học thì... Nhưng mà bình thường mình vẫn nhổ mầm răng bình thường nhé, mầm răng vẫn là cái răng thôi mà, vẫn là nhổ được bình thường thôi. Nhưng mà có điều là khi mầm răng nằm sâu bên dưới, hoặc nó nằm sâu quá thì hơi khó lấy thôi, hơi khó thao tác thôi, chứ mầm răng vẫn đi, vẫn nhổ được nhé, không gì cả đúng không ạ. Hoặc thứ hai có thể các bác chụp phim cận chóp này đúng không ạ, thì cái này phim này mình lấy trên mạng thôi. Ở nhà mình thì gần như là khi nhổ răng khôn này mình cho chụp phim phim toàn cảnh hết cho nó dễ dàng đơn giản đó. Về ngoài ra mình quan sát được rộng phẫu trường xung quanh, hoặc các cái tổ chức xung quanh nó rộng. Phim cận chóp này nó này nhỏ hơn một xíu, nó chỉ nhìn được ít thôi. Rồi, hoặc là có điều kiện nữa các bác chụp CT beam đúng không ạ, nhà mình có sẵn luôn, cho nên là những trường hợp nào khó mình chụp CT beam, mà nó không thôi thì thường thường không cần đó. Nhưng mà có thì nó an toàn hơn đúng không, mình quan sát cho 3 chiều không gian, mình xem cái chân răng này nó dài nó ngắn này, nó có cong gì không này, còn hướng nó như thế nào đấy, để mình nhìn nó dễ hơn. Còn liên quan ống thần kinh đúng không ạ? Đây là cái mà rất là nhiều bác lo lắng. À, đây là một số cách tiên lượng độ khó. Tiên lượng độ khó để làm gì ạ? Bước tiếp theo mình tiên lượng độ khó. Tiên lượng độ khó để làm gì ạ?
À, nhổ mầm răng mới không lo gãy. Ok, đúng rồi ạ. Không lo gãy chân răng đó, mầm răng là chưa có chân răng, không lo gãy chân răng đó. Theo mọi người cần tiên lượng độ khó không? Hoặc tiên lượng độ khó để làm gì ạ? Ngoài tiên lượng độ khó để làm gì ạ? À, tiên lượng độ khó là kính chuyển à? À, cảm ơn bạn Camit. Thế ca nào mình nhận, ca nào không nhận đúng không? Gì nữa ạ? Cái tiên lượng độ khó này mình thấy là rất là nhiều bác sĩ có những cách khác nhau này. À, ok, cảm ơn bác Hưng. Chuẩn bị dụng cụ cần thiết đúng không ạ? Rồi, thông thường như vậy đúng không? Ok, đơn đơn giản đầu tiên thì mình thấy là để tránh các cái vấn đề. Thứ nhất, xem liệu mình có gặp được ca này không, ca này khoai quá, chuyển không, đúng không? Ca nào dễ dễ đơn giản, ok, mình làm được thì mình làm. Nếu ca nào mình thấy ui, khó nhằn quá thôi thì có thể kính chuyển nhé. À, đúng không? Cần nhắc cái vấn đề đó. Thứ hai là khi nếu mình làm chẳng hạn thì mình phải chuẩn bị như thế nào, dụng cụ trang thiết bị vật tư các kiểu, thời gian thế nào để mình tiên lượng. Đây là những cái phân loại khác nhau thôi. Thế đây là các phân loại này thì mình có thể mọi người xem thêm đúng không? Đó, thì thông thường mình nêu ra một cái tổng quát thôi. Tổng quát mà những cái cách mình hay dùng thôi. Đây là những nhiều tác giả khác nhau nhé. Tuy nhiên là khi mà thông thường mình phân loại này thì nó liên quan đến mấy cái. Thứ nhất là mình xem này. Đầu tiên là mình xem là cái khoảng xương sau răng 7 của mình. Đó, tức là từ phần sau răng 7 đến trước canh cao nó rộng hay nó hẹp. Nếu khoảng xương này càng rộng thì ok, phẫu trường của mình để mình thao tác mình nhổ răng khôn nó dễ hơn đúng không? Còn nếu khoảng xương này nó càng hẹp, tức là cái phần để mình phẫu thuật mô lộ răng 8 ấy, nó càng khó khăn hơn. Do đó là mình thấy là nó con nhiều. Đó, xương mà rộng, ok, xương càng rộng càng dễ, xương càng hẹp càng khó. Không cần phải nhớ điểm đâu, mọi người phải nhớ điểm mà càng tốt đúng không? Đó, cái thứ đầu tiên là khoảng khoảng xương sau răng 7 nhé, khoảng rộng xương sau răng 7. Cái thứ hai nữa, đó là mình lấy đó là cái độ sâu của răng khôn so với các răng khác. Nếu cái răng khôn của mình móc cao hơn hẳn rồi đúng không ạ, mà cao lên ngang bằng cái răng 7 hoặc cao hơn thì mình thấy dễ, mà càng sâu càng khó, càng sâu càng khó, như vậy thôi. Càng răng khôn càng mọc cao càng dễ, mà càng sâu càng khó. Cái thứ ba, trục răng khôn đúng không ạ, trục răng khôn mọc thẳng dễ hơn, mọc ngang khó hơn, mọc ngược càng khó nữa. À, đấy là những cách rất là dễ thôi. À, tức là răng khôn mọc thẳng dễ, mọc lệch gần dễ hơn, mọc lệch xa hoặc là mọc ngược các kiểu nó khó hơn chút. À, đây là những cái yếu tố mà khi mà mình chỉnh răng khôn, nhổ răng khôn. Cái tiếp theo đó là yếu tố tư, đó là chân răng. Ví dụ như là ở nhiều chân răng thì nó khó hơn so với một chân răng, chỉ một chân nó dễ hơn nhiều rồi. Thứ hai nữa là chân răng này nó trụm mà nó xòe, trụm này thì nó dễ hơn, còn xòe này khó hơn nhiều đúng không, bao giờ thế. Hoặc chân răng móc câu các kiểu, móc câu bao giờ khó hơn so với chân răng thẳng rồi đó. Ngoài ra là thuận chiều 7, ngược chiều 7. Đó, thuận chiều 7 thì nó dễ, còn ngược chiều 7 nó khó hơn đúng không? Đó, ngoài ra còn một số cái yếu tố liên quan nữa, đó là mật độ xương. Cái xương mà mình thấy xương D3, D4 như hàm trên hả? À, nó khác so với xương D1, D2 ở hàm dưới đúng không? Thì mọi người hay thấy là nhổ răng hàm trên với nhổ răng hàm dưới cái nào khó hơn ạ? À? Thường mình nhổ răng cái nào khó hơn? Nếu mà giống nhau, nếu mà răng răng khôn hoặc các răng hàm nhỏ các kiểu chẳng hạn, giống nhau chẳng hạn, thì mình thấy là cái răng nào nhổ dễ hơn, răng hàm trên hay hàm dưới ạ? Hàm dưới khó hơn, hàm dưới khó hơn. Rồi, ok, thông thường đúng không ạ? Thông thường làm dưới khó hơn. Khi mình làm chỉnh nhà thế, mình thấy là răng hàm hàm dưới sẽ neo tốt hơn so với răng hàm hàm trên, bởi lý do là mật độ xương hàm hàm dưới này, tức là cái xương này cứng hơn này, nên hàm dưới xương cứng và hàm trên xương xốp hơn, cho nên là khi mình nhổ răng hàm dưới hoặc là các kiểu là mình thấy nó khó hơn chút so với hàm trên, mật độ xương cứng hơn mà. Đó, thế là liên quan mật độ xương. À, tiếp theo nữa là một số cái nữa, đó là cái khoảng dây chằng quanh răng. Đó, khoảng dây chằng quanh răng, nếu như mà dây chằng quanh răng là nó bình thường, ok, thì mình nhổ nó không vấn đề gì cả. Khoảng dây chằng quanh răng là hẹp, càng hẹp hoặc là thậm chí không thấy dây chằng quanh răng, tức răng của mình bị cứng khớp rồi, thì khi đó mình nhổ rất là khó nhé. Còn nếu mình thấy khoảng dây chằng quanh răng rộng là sao ạ? Nếu chẳng ok, khoảng dây chằng quanh răng hẹp hoặc không có thì dễ. Nếu khoảng rộng là sao? Nếu khoảng rộng là sao ạ? Khoảng rộng là sao ạ? Nó giả sử đây mình nhìn thấy là những cái răng này, răng côn của mình là nó có khoảng khoảng dây chằng quanh răng rộng là sao? Thì nó dễ không ạ? Khoảng dây chằng quanh răng rộng là sao ạ?
Theo mọi người nếu khoảng giới tràng quanh đang rộng thì sao? Dễ hay khó? Trước đây mình bị nhầm cái này. Đó. Thế là mình nghĩ ở nhìn cái phần là khoảng giới tràng quanh răng là gì ạ? Mình cứ nhìn vào phần đen tối xung quanh cái răng này. Mình nhìn đen tối xung quanh nó côn này. Thì mình cứ thấy ở nó đen nhiều này. Thì dễ nhỏ đúng không? Thế là giới tràng quanh răng giãn rộng. Đây có thể là do cái vấn đề về nhà chu hoặc gì đó, hoặc là răng này đang giai đoạn mọc mọc răng thì thành răng thì khi đó dễ nhỏ, nhưng cũng có vài trường hợp mình bị sai. Nếu như phía này ok nhá, phía xung quanh cái răng thì ok. Tuy nhiên nếu một số trường hợp mình nhìn thấy là ở phía chân răng này, xung quanh chân răng này có viền đen thì sao ạ? Nếu giả sử mình thì nhìn thấy xung quanh chân răng khôn của mình nó có viền đen thì sao ạ? Những trường hợp mà viền xung quanh thân răng nhá thì dễ nhổ nhá. Nhưng mà nếu giả sử mình nhìn thấy là xung quanh cái chân răng của mình như này nó có viền viền đen thì sao? Rồi ok, bị viêm. Rồi bị viêm đúng không ạ? Rồi còn gì nữa ạ? Còn gì nữa ạ? Bị viêm là còn gì nữa ạ? Nếu mình nhìn thấy là xung quanh chân răng có màu đen đen ấy, thì mọi người có từng thấy như vậy không ạ? Các bác nào có từng thấy không? Bác nào từng thấy không ạ? À, ok, tí nữa cái phần kia mình sẽ chia sẻ sau ha. Cronectomy đúng không ạ? Rồi. Tức là nhổ răng bán phần, thì tí nữa phần nhổ răng mình sẽ nói cái phần đó. Đây là tiên lượng nhổ răng chút xíu đã. Rồi, có thể chưa đóng khuôn răng đúng không? Rồi, ok, mỗi người là sẽ có một cái kinh nghiệm khác nhau. Khi mình nhìn phim X quang đúng không ạ? Trang răng này đúng không? Rồi. Cũng có thể đúng không? Cũng có thể răng chưa đóng chóp có thể hình thành cái đó này, hoặc là có thể do nang này, hoặc là viêm viêm quanh răng đúng không ạ? Tuy nhiên có một cái mình cần lưu ý nhé, có một cái vấn đề mình cần lưu ý đó là cái dấu hiệu răng xoàm ấy, dấu răng xoàm ấy. Thì khi mình đi học và thời không nhớ là thời sinh viên thời sau đại học gì đó, hoặc là học trong khóa nhổ răng gì đó, là mình có nhớ cái dấu hiệu răng xoàm này. Thế trước khi đó là mình bị nhầm, tức mình cứ nghĩ là xung quanh này nó đen tối là mình nhổ răng dễ. Thực ra đen tối vùng quanh răng này thôi, nhưng mà vùng chân răng này rất là cẩn thận này. Khi đó là có thể chân răng bị dính với, hay rất là hay gặp trong trường hợp răng nó bị mọc lệch ngoài ấy, thì hay chân răng này vào thò vào cái bản xương cứng ở mặt trong thì hay có dấu hiệu răng xoàm, tức là ở vùng chân răng mình nhìn thấy có viền đen này quanh quanh cái chân răng ấy, thì khi đó rất rất cẩn thận nhé, rất là khó mà làm những ca như vậy. Một là chân răng dính vào xương xương vỏ rất là cứng. Thứ hai, khi mà mình cố lấy ra, cố gắng bẩy hoặc là gì đó, hoặc khoan kia các kiểu, nguy cơ bị gãy vỡ bản mặt trong này, vỡ bản xương trong của cái xương hàm dưới của bệnh nhân nhé. Cho để ý cái đó nha. Nếu bình thường này đâu đúng là dễ, nhưng mà phần chân răng này phải rất là cẩn thận đó, hoặc như chân răng nó mình chụp này đúng không đó. Thì mình tính tổng điểm của cái đó thôi đúng không, tổng điểm mà điểm càng cao càng khó, còn nếu như điểm thấp thì dễ đó, điểm càng thấp càng dễ nhé. Nhưng mà khi mình lựa chọn một ca là khó với dễ này này, đây là tính trung bình thôi. Thứ nhất là có 6 cái yếu tố mình thường thường mình hay hay nói đến cái răng ấy, khi mình xem X quang. Thứ nhất là khoảng rộng xương sau răng 7 đó, khoảng rộng càng tốt càng dễ. Thứ hai là cái độ cao của răng khôn đó, răng khôn mà càng cao nhổ càng dễ, càng thấp nhổ càng khó. Thứ ba là cái hướng đúng không, hướng thẳng này hoặc hướng gần là dễ hơn, hướng ngang hướng ngược các kiểu khó, ngang ngược khó hơn rồi đúng không. Thế tiếp theo là chân răng, mình nhìn thấy chân răng mà ít chân này dễ hơn, chân trụm dễ, thuận kiểu 7 dễ. Còn chân răng tự nhiên nó xòe ra, nó ngang nó ngược các kiểu hạn, hoặc là nó móc câu các kiểu thì nó khó hơn nhiều. Cái yếu tố thứ năm nữa đó là cái phần mật độ xương mềm xương xốp thì nhiều và dễ, nhưng mật độ xương cứng hơn thì khó hơn. Và yếu tố thứ sáu đó là cái khoảng cách giữa ngày răng đó. Một số trường hợp nữa là ví dụ hàm trên thì mình có liên quan xoang hàm đúng không, sát xoang hàm thì khó hơn, còn gần còn mà xa xoang hàm thì mình thấy là an toàn hơn nhiều rồi. Sau khi mình đánh giá được đúng không, xem cái ca đấy dễ thì mình bắt đầu mình làm, dễ thì mình bắt đầu làm nhé, khó quá thôi đúng không. Thì đây là mình chia ra những bước mình thực hiện, mình nhổ răng này. Trong những bước đó nó có thể là có cách nào để mình làm mình an toàn hơn đó. Còn nếu không là làm cái chuyện thế nguy cơ, mà nó có nguy cơ mà gây tê cũng nguy cơ, tạo vạt nguy cơ, mở xương gì thì nguy cơ, làm thế nào bị hạn chế được gây tê rất là hay gặp rồi đúng không ạ. Gây tê xong cái bệnh nhân là bệnh nhân ngồi im luôn, ngồi ho chẳng nói gì cả, nhìn nó vất ra buồn, ánh mắt người vô hồn ấy, thì đó có thể là bệnh nhân là cần xử lý gấp rồi đúng không. Thì có thể là rất là hay gặp là ngộ độc thuốc tê này, hoặc là có thể anh chị là gặp là cái sốc phản vệ đúng không ạ.
đấy, ngộ độc thuốc dây là sốc phản vệ đó. Thế bây giờ mình làm thế nào để mình hạn chế, đúng không, là hạn chế cái đó thôi. Làm thế nào giảm thiểu nguy cơ, thứ nhất là mình hãy dùng này, một là bao nhiêu thế ít thôi, cái thế ít nhất có thể. Tự nhiên là cứ nhổ một răng, mấy răng răng đổ nhổ răng cồn từng ba bốn ống thuốc tê kiểu hả. Có trường hợp ví dụ như nhổ nửa ống thôi, nửa ống vẫn ok, vẫn làm được tốt cho bệnh nhân. Trường hợp là khó hơn, khó ăn cắt các kiểu có thể là một ống hoặc thậm chí là nhiều hơn, nhưng mà dùng ít thôi, ít thì an toàn hơn, đỡ nguy cơ ngộ độc nha. Còn nếu sốc thì ít nó cũng bị, nhiều nó cũng bị. Có một cái nữa là thỉnh thoảng là mọi người hay thấy có test thuốc tê không? Test thuốc tê ngày xưa nhà mình làm học viện thì mình làm phần này, gọi là cũng cũng nghiên cứu khá là kỹ để là trả lời cho bảo hiểm. Bảo hiểm mà thấy cái gì mà người ta thấy không hợp lý lắm, người ta xuất toán là phải mình phải đền tiền. Đấy, do đó là cái phần này thông tư của bên Bộ Y tế hoặc là cái quy trình Bộ Y tế cũng phải nghiên cứu nha. Thì thông thường trong cái đó thì không, người ta không yêu cầu test thuốc tê nhé. Trước là bây giờ mình cũng rõ lắm, nhưng mà trước là khi mình làm là không có yêu cầu test thuốc tê. Tuy nhiên là ở phòng khám mình vẫn test thuốc tê, và khi mình làm vẫn nên test thuốc tê. À, đấy là cái mà bên mình ngộ nhớ. Đôi khi là những loại thuốc tê này hơi khác một xíu, là biết đâu bệnh nhân có dị ứng gì đó chẳng hạn, thì mình vẫn nên test thuốc tê. Đó, dùng một là thuốc tê ít nha, thứ hai là vẫn nên test tê nha, lượng thuốc tê ít thôi. Ngoài ra kỹ thuật gây tê mình phải chú ý, kỹ thuật gây tê mình phải chú ý này. Đó, tiêm thường thường tiêm lùi liều ít một thôi, tiêm chậm thôi, tránh cái ảnh hưởng ra các cái loại nó vào mạch máu bệnh nhân. Vào mạch máu bệnh nhân thì bệnh nhân dễ bị nguy cơ bị ngộ độc thuốc tê, còn nếu mình chỉ gây tê tại chỗ thôi nó giảm nguy cơ rất là nhiều. Đấy, ưu tiên này đúng không ạ, ưu tiên là cận chóp, cái này là mình lấy ảnh minh họa thôi. Đó, ưu tiên gây tê cận chóp nhá, hoặc có thể mình gây tê bổ sung dây chằng này, hoặc là gây tê cận chóp này kiểu kiểu này đó, thì nó an toàn hơn. Còn trong trường hợp gây tê vùng này, bên mình rất là hay gặp cái trường hợp gây tê ống thần kinh răng dưới đó bạn. Khi mình nhổ răng khôn nằm dưới ấy, là lỗ gaspic ấy, cái gai speech ấy, thì cái này rất là hay gặp. Thì trong trường hợp thứ nhất là mình bao giờ cũng phải xác định chính xác vị trí gây tê là, thứ hai là khi mình gây tê thì bao giờ cũng, và thường cái kinh nghiệm của mình ấy là khi mình gây tê mình chạm xương, nó cứ để cái mũi kim nó chạm xương này, thì khi mình đó mình bơm tê. Tất nhiên là vẫn có thể nó có thể có đâm xuyên qua mạch máu này hoặc nó chạm mạch máu, nhưng mà ít hơn rất là nhiều, mình giảm nguy cơ rất là nhiều. Bác nào mà an toàn cẩn thận thì có thể là một là mình rút ngược này, có thể rút ngược này. Đã. Khi mà mình dùng cây tê bao giờ mình là để ý là cái đầu mũi, cái mũi đầu nhọn của nó ấy, nó áp mặt vắt vào cái phần xương của bệnh nhân. Thứ hai nữa là mình dùng cái loại bơm này, thì có thể các bạn dùng cái loại bơm hút ngược này, hoặc là lấy bơm tiêm nhựa để bơm đúng không ạ, thì nó an toàn hơn nhiều. Khi mình kiểm tra lại rút ra cái thấy tự nhiên mà cái ống tơm tiêm của mình ấy, nó đỏ đỏ choe đỏ choét, có thể là vào mạch máu rồi. Còn nếu mình rút ra chả thấy gì cả thì ok, an toàn hơn nhiều đó, tức là không vào mạch máu. Nhưng cũng có những trường hợp là rút ra không thấy có vấn đề gì cả, nhưng tiêm bệnh nhân vẫn bị ngộ độc. Có ai từng gặp không? Qua hoặc ai từng nghe nói không? Có thể nguyên nhân gì không? Thế khi mà rút ra không thấy có máu gì cả, không vào mạch máu rồi, nhưng mà khi sau này bơm vào thì một chút xíu thấy bệnh nhân bị ngộ độc thuốc tê. Có ai từng để ý những cái trường hợp đấy không? Tại sao nó bị như vậy không ạ? Có ai từng gặp không? Có ai từng gặp không? À, thế là khi mà rút ngược vẫn không thấy có người có máu, nhưng mà bơm thì bệnh nhân vẫn bị. Rồi, ok, chính xác ạ. Rồi, bạn Kim Dung đó, bạn Dung này. Lúc tiêm kim bị di chuyển có đúng không ạ? Một một cái trường hợp đó là lúc tiêm nó không giữ vững vị gì đó, nhưng mà khi tiêm lại lệch ra một xíu do bệnh nhân động đậy hoặc bác sĩ là di lệch, có thể là nó bị đẩy vào đúng không? Đó, có thể nó bị di lệch nhá, hoặc là đôi khi là cái mũi kim của mình nó hơi vát vào mạch máu này, khi mà bệnh nhân di lệch chút xíu thôi nó lại vào. Đó, một cái đúng không ạ? Còn một cái vấn đề khác nữa, tức là một số người gây tê vùng ấy vào vùng hố chân bướm hàm chẳng hạn này, tức là vùng xung quanh nó gần gần cái mạch máu các kiểu, khi mình bơm mình đâm cái mũi kim của mình nó xuyên qua cái mạch máu chẳng hạn sau, nhưng mà sau mình lệch ra chỗ khác, thì có thể ban đầu mình rút nó chưa có gì cả, nhưng mà sau khi mình bơm vào có thể nó đi vào vùng có mạch máu nó dễ dàng hơn, có thể gây ngộ độc thuốc tê nhé. Nếu không mà khi nào mình rút ra là cũng an toàn đâu. Thường kinh nghiệm của mình là ok, mình cứ
chạm xương phải giữ nguyên vị trí đó, mình bơm và bơm rất rất chậm nha. Đấy, để có thể bẻ kìm cong này đúng không ạ, để mình bơm nhé, bơm bao giờ cũng phải bơm rất là chậm nha. Cái nguyên tắc khi mình tiêm hay mình truyền đi thế, hai nhanh một chậm, nó vào nhanh ra nhanh, nhưng mà khi mà mình truyền dịch hoặc mình bơm ấy thì bao giờ phải rất chậm. Hay thời gian gây tê một ống ấy, khoảng tầm 1 phút đến 3 phút, 1 phút đến 3 phút. Anh chị có thể là anh chị là làm test trên đồng hồ ấy, anh chị là bơm không nhìn đồng hồ, sau mình nhìn xem mình tính xem thời gian mình bơm nó lâu không. Trước khi mình không để ý nhiều cái đấy, sau khi mình làm ấy, sau thầy mình mới bảo bao giờ tính thời gian không. À, khi đó là mình mới để ý cái đồng hồ, đúng là mình gây tê hơi nhanh thật. Khoảng tầm là mình cứ nghĩ mình gây tê lâu lắm cơ. Nhưng mà khoảng tầm 30 giây đến tầm 40 giây là mình xong một ống rồi. Đấy là gây tê không phải là nhanh lắm, nhưng mà không phải là chậm. Chậm khoảng tầm 1 đến 3 phút và rất chậm khoảng tầm trên 3 phút. Mà khi ban đầu khi mình học ở trong trường là sau là đó là mình cũng đi học một đợt về phẫu thuật đấy, thì thấy các bác là vào bệnh nhân gây mê mà bơm bơm phát một tí xíu là xong hết chục ống thuốc tê cái kiểu đó. Đấy, tức là rất nhanh rất nhanh. Ngày xưa mình đi đi khi 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 mình năm 2015 ấy, mình đi học làm phẫu thuật hàm mặt ấy, đợt đấy cũng gặp rất là nhiều bệnh nhân mổ mổ mà chỉnh hình xưa, phẫu thuật chỉnh hình xưa hai hàm ấy, thì gây tê rất là nhiều. Mà mình tất nhiên bệnh nhân mê rồi, bệnh nhân cũng không biết gì đúng không, nhưng mà gây tê thì mục đích là giảm đau bệnh nhân này, tăng cái giảm đau, thứ hai là cầm máu cho bệnh nhân tốt hơn, thì khi đó gây tê rất là nhiều rất là nhanh. Sau mình về mình làm cái kiểu vậy. Đấy, nhưng mà sau khi mình học về nhổ răng khôn thì mình biết hơn chút xíu là ok, chậm lại, sống chậm lại đấy. Mình có nói bây giờ mình gây tê chậm hơn này, hoặc là mình nhổ răng chậm hơn nhiều. Thì khi ban đầu mình đi học là mình học của một ông thầy là chuyên bên phẫu thuật đấy, cho nên là mở xương nhiều, cắt cắt cái kiểu rất là gọi là khá là mạnh tay, khi mà nhổ khá là mạnh tay. Nên sau là mình học thêm một qua cái khác ấy, mình học sau nữa thì mình làm chậm hơn, tức là gần như là rất ít mở xương, hoặc như là chỉ có một cái chỗ đủ để mình có thể đưa các dụng cụ vào chút xíu thôi. Đó, và sau đó mình cắt nhỏ cái răng ra, mình lấy ra từng phần thì khi bệnh nhân về mình đỡ đau hơn thôi. Đó, để an toàn hơn, tức chậm hơn ấy, gây tê chậm hơn 1 phút đến 3 phút một ống. À, một số anh chị lần đầu Bao tiên thấy nhiêu mình gây phần đấy tê cứ hỏi ô là cái bơm đấy nó áp lực nó nặng lắm hay sao, hay đầu kim nó bị kẹt gì mà thấy là ông này bơm mãi không được. À, thực ra khi mình lấy ra bên ngoài này đúng không ạ, mình cứ bơm từ từ này thôi, mọi người có thể test thử nha. À, khi mình tập tay đúng không ạ, tập tay này cứ đi từ từ này, sau là mình lấy ra cho các bạn xem luôn, tức là mình để này để này thì cái thuốc tê của mình nó vẫn ra ra đều đều trên cái vòi đấy, nó vẫn ra đều đều như này, tay mình vẫn di chuyển này. Thì bằng chứng là một là ok, khi mình nhìn thấy cái cao su trong cái thuốc tê đúng không ạ, nó chạy. Thứ hai nữa là cái thuốc tê mình nó vẫn trào ra đầu này đều đều đều, tí tí đều 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 như vậy. À, đây là cách khi mình tập tay thôi, nên khó cả khi mọi người làm đến bệnh nhân mọi người quen là ok được rồi, còn nếu không mình có thể tập nhé, nên để gây tê chậm thôi đó. Thứ hai là khi mở vạt này đúng không ạ, mở vạt thì nghĩ là bình thường có gì đâu, nên khi mở vạt này mọi người để ý là một số bác là các bác tạo vạt rộng quá. Thứ hai nữa là cái khi mà tạo vạt ấy thì vạt có vạt tam giác đánh ngoài và tam giác đánh trong này, hoặc là cái vạt bao. Nên thông thường là mình hay dùng vạt bao này và vạt tam giác đánh ngoài ấy thì nó an toàn hơn, còn vạt tam giác đánh trong này thường là thì nó dài quá rộng quá. Và khi mình rạch vạt để ý vạt là mình rạch này nên theo đường sống hàm này, hoặc hơi ra ngoài một chút xíu. Để khi nào các bác mà làm nhiều các bác thấy ấy, có khi là chả vấn đề gì, nhưng bệnh nhân là mình làm rất là nhẹ nhàng, rất là an toàn đấy, có vẻ là an toàn lắm, nhưng về nhà bệnh nhân vẫn tê lưỡi các kiểu. Thì cứ ban đầu mình nghĩ là gây tê xong nó tê lưỡi do cái gai speak của mình đúng không ạ, nên mình gây tê không chuẩn, nó hơi xuống thấp chút xíu nữa vào cả thần kinh lưỡi hả, bệnh nhân bị tê. À, cũng có thể. À, nhưng mà gây tê gì thì sau tầm vài ba tiếng là nó hết thuốc tê, là bệnh nhân là hết tê lưỡi rồi, nhưng bệnh nhân vẫn tê lưỡi. Thì biết đâu trong quá trình mình rạch này hoặc mình lệch vạt ấy, tổn thương thần kinh lưỡi rồi. Có những trường hợp thần kinh lưỡi nằm hẳn bên trong này đúng không ạ, nằm ở màn trong bên này là ok thì không sao cả, nhưng có trường hợp nó nằm phía trên này này, hoặc là hơi hơi ra ngoài một xíu, nếu mình rạch không cẩn thận, đặc biệt là khi mà một số bác rạch vào bên trong này này thì rất nguy hiểm nhé, rất dễ bị tổn thương thần kinh lưỡi. Cho nên khi đó ok nên là rạch là móc tách thôi, và rất là nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng đó. Tiếp theo nữa là mở xương đúng không ạ, mở xương thì thường thường là nó không có vấn đề gì nhiều đâu, một vài cái vấn đề ví dụ cháy xương, anh chị làm nhanh quá cháy xương, hoặc là không cẩn thận gãy dụng cụ rồi, những cái đấy ít. Đã, mình cứ làm chậm thôi, an toàn thôi đó. Cắt thân răng như vậy đúng không ạ, cắt thân răng thì mình để ý này, thì mình cắt đâu mình phải quan sát hết đến đó. À, thứ hai nữa là khi mình cũng có nghe một trường hợp đó là các bạn ấy nhổ răng này xong là nhưng mà bệnh nhân để lại mấy cái râu mèo này, râu mèo ở mép bệnh nhân ấy, tức do bệnh nhân khi mà nhổ răng hay không để ý thì cái tay khoan này này nó bị tì vào môi mà sau nó bỏng bệnh nhân, hoặc những trường hợp mà đặc biệt bệnh nhân là cái tê rồi hoặc là bệnh nhân gây mê ấy, không biết ấy,
thì những mũi khoan nó bị cuốn, nó cuốn niêm mạc vào, nó rất là te tua. Cho nên mọi người để ý nhé, khi dùng tay khoan này thì mình phải tưới nước liên tục tránh đám cháy này, nhưng mà đồng thời phải quan sát xem nó có bị cuộn môi má má niêm mạc gì bệnh nhân hay không. Đó, tiếp theo nữa là khi mình làm này thì có thể một số trường hợp nó bị những cái vụn vụn răng vụn xương các kiểu nó bắn ra, phải lấy hết và bơm rửa sạch. Thường thường là mình làm đâu mình làm sạch nó luôn, còn đứt đoạn nó luôn. Nhưng khi mình làm hay làm hướng dẫn mọi người chỉnh nhà 7 giây thôi. Bước 1 là gì? Bước 2 là gì? Bước 1 xong phải gắn gọn luôn bước 1, đừng có để nó lằng nhằng. Buổi sau thôi em bẻ xấu tí xíu, em bẻ sai tí xíu, lát xong hết là em bẻ lại. Khó lắm, thế mà chỉnh lại khó lắm. Hoặc như khi các bác này, các bác nhổ mà có vài mẩu xương vụn xương các kiểu nó vỡ này, hoặc là vài vẩu mẩu răng nó vỡ nhưng mà không kiểm soát, sau lấy hết răng ra rồi, cái mẩu này nó chui vào dưới huyệt đầu răng hạ, rất là khó để mình thấy được hoặc rất là khó để lấy ra. Do đó thôi, cứ cắt trên đầu bơm rửa sạch, làm sạch hết lên đó. Ở đây là cái khi mà mình mở xương rộng nhé, thường thường ngày xưa mình hay mở này, bây giờ gần như mình không mở xương. Đây mình không nhớ là cái này mình lấy trong ảnh trong quyển sách gì, hình như quyển nhổ răng tiểu phẫu gì, mình không nhớ chính xác. Sách để trước là cái này mình làm lâu lắm rồi cho nên mình không nhớ chính xác nhé. Cái này không phải của mình nhé. Nhưng mà một